Chúng ta bắt đầu bài học về HTML căn bản bằng cách tạo một cái thư mục mang tên họ và tên sinh viên vào thư mục SAM htdocs và sau đó thì khởi động supply task file open folder, chọn hoặc quy dụng select folder, nhấn phải chuột vào thư mục, chọn new file, nhấn tổ hợp phím control s để lưu ví dụ 1.html. Để làm một đoạn văn bản trang web HTML đầu tiên thì ta gõ h, sau đó nhấn phím tab trên bàn phím, sẽ có đoạn mã như trên. Phần head thì gồm có title là tiêu đề của trang web, tiêu đề của trang web nhấn Ctrl S để lưu lại, sau đó truy cập vào localhost vào Google Chrome, gõ localhost và search ví dụ 1.html, enter. Thì ở phía trên là xuất hiện tiêu đề của trang web, tuy nhiên nó không có tiểu chữ tiếng Việt, do đó thì ta sẽ chỉnh sửa như sau. Ta thêm ở phần dưới tiêu đề là thả meta tra sát bằng UTF-8 và lưu lại, kiểm tra, refresh trang web. Như vậy thì nó xuất hiện tiêu đề dạng tiếng Việt. Ta đi lần lượt các cái thả ở trong HTML. Thả đầu tiên là thả heading, nhấn H1 tab. Đây là cái heading đầu tiên. Heading có độ lớn, kích thước có kích thước lớn nhất. Lưu lại và kiểm tra. Heading có kích thước lớn nhất. Đến heading tiếp theo là heading 2. Heading 2 có kích thước lớn thứ 2. Lưu lại. Tương tự thì ta làm heading 3, heading 4 là các cái tiêu đề, các cái thả tiêu đề. Heading 3, heading 4 và H5 tab, heading 5, lưu lại. Như vậy kích thước của các heading sẽ giảm dần từ 1 cho đến 5. Khi ta nhập một đoạn dữ liệu bất kỳ vào trong trang web, nếu muốn nó nằm trong một đoạn văn bản thì cho vào thả p
paragraph, paragraph. Ta lưu lại cái này. Đấy, như vậy nó nằm cái văn bản của ta nó nằm ở trong một dòng. Thì ta cho nó nằm ở tại P. Động thái. Nếu nội dung dài hơn thì các em sẽ để ý. Cùng nằm trong một đoạn văn bản. Muốn cho nó ở dòng tiếp theo thì ta định nghĩa tiếp một thẻ P khác. Như vậy nó sẽ nằm ở đoạn văn bản tiếp theo. Tiếp đến là ta sẽ vào thả liên kết. Thả liên kết. Thả liên kết. Là thả A. Thả A. Đối với thả liên kết thì A tab sau đó hrip liên kết đến địa chỉ trang web. Thì giả sử liên kết đến edu.ak.vn và nội dung là liên kết đến trang. .vn trang edu.ak.vn. Khi và nhấn vào thì nó sẽ trỏ đến cái đường link như này. Do đó thì nếu phía trước có http://, lưu lại refresh thì nó sẽ trỏ đến trang edu.ak.vn. Còn nếu không thì trong trường hợp ngược lại thì ta đã thấy. Hoặc giả sử làm một cái thẻ liên kết liên kết để trang http://hca.edu.vn trang Đại học Kinh tế Huế. Save. Kết quả Đại học Kinh tế Huế. Và ta thấy ở đây là nó không xuống dòng, các cái dòng là liên kết nhau. Thì để xuống dòng thì ta sử dụng thả br hoặc sử dụng thả p. Tiếp đến là thả image. Thả image img có cái đường dẫn của thả image. Giả sử ta chọn đường dẫn như trên và có cả cái thuộc tính src là cái đường dẫn đến như này. Alt là trỏ đến tên hình ảnh, giả sử như đây là Akalogo. Và các cái thuộc tính như là width là độ lớn, giả sử là 100. Hết là chiều cao 100. Lưu lại và kiểm tra kết quả. Như vậy logo đã được hiển thị ở đây.
Tiếp đến là thả bút tần các cái nút bấm. Thì ta có button, button. À, ví dụ click me là nhận vào tôi. Trước này thầy cho một thả br để xuống dòng. Nhận vào tôi. Đây, nhận vào. Tiếp đến là thả danh sách, ví dụ như là ta có một cái danh sách, danh sách định nghĩa thả danh sách là thả UL và các cái thành phần trong danh sách thì là LI, ví dụ như là coffee, ví dụ như là tea. Milk. Lưu lại kiểm tra kết quả. Thì ta có danh sách coffee, tea, milk. Muốn định nghĩa các cái thả có kích thước, heading có kích thước lớn hơn. Ví dụ như thả H1. Đây là heading 1. Muốn có kích thước lớn hơn so với hiện tại, để heading 1 muốn có kích thước lớn hơn thì ta sử dụng cái thuộc tính style, font size, kích cỡ của font là 60 px. Lưu lại như vậy là kích thước của cái heading nó sẽ lớn hơn. Muốn tạo cả cái đường gạch chéo trong trang web thì ta sử dụng thả hr, ví dụ hr tab heading 2 thì ta sẽ xem ở trong kết quả có cái đường gạch chéo ở trên trang web. Một số chú ý khi sử dụng thả paragraph, ví dụ thả p. Xin chào. Chấm enter. Chào Việt Nam. Xin chào Huế. Và xem kết quả. Thì nó sẽ hiện thì ở trên cùng một paragraph, trên cùng một cái đoạn văn bản. Muốn cho xuống dòng thì ta cần test đoạn mà trên thành nhiều thả p khác nhau. Kết quả như trên.